Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Chín Bùi. Hôm nay cuối tuần thì lên giao lưu với anh em có một cái sản phẩm khá là khác với mọi khi, đó là chiếc máy cạo râu. Đây là một chiếc máy cạo râu Panasonic. Đây là sản phẩm chính hãng của Nhật, nhưng được sản xuất tại Trung Quốc. Anh em có thể nhìn thấy đây. Cái cơ chế của nó, lô này thì mình có 10 cây để giao lưu với anh em, có 10 cây như hôm trước mình đã nói. Cơ chế của nó thì khá là dễ thôi. Đầu tiên là mình sẽ lắp cái pin của nó này, ở phần sau này, ấn vào này. Lắp cái pin của nó vào này. Sau đó tháo cái đầu này. Đây là cái đầu của nó và cái nút của nó, đây là nút on off này. Và thực ra mấy ngày hôm nay mình phải để râu để lên cái video như thế này, cũng chưa thử cái dao này lần nào, không biết là hên xui nếu cái dao đều thì trông nó không được đẹp lắm thì cũng hơi xấu hổ. Có một điều là có lẽ là sẽ nhiều, có nhiều cái comment anh em thắc mắc về cái sản phẩm nó có chữ made in China ở đây. Anh em biết rồi, ví dụ kể cả iPhone hay các mặt hàng khác thì vẫn sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam cũng sản xuất mà iPhone. Và xin cam kết là sản phẩm này là chính hãng của Nhật. Cái dao cạo của nó là tuyệt vời luôn. Thử thì biết được. Đấy. Đấy, anh em đã thấy là ngon lành ạ. Đấy, cái sản phẩm, thực ra cái sản phẩm này rất là tiện lợi bởi vì nó rất là nhỏ gọn để anh em mang đi công tác xa, và cái tính năng của nó cũng rất là tiện. Khi mà râu bị cạo ở đây thì nó cũng sẽ ở bên trong luôn, và khi mình vệ sinh thì mình tháo này ra nó cũng rất là dễ. Đó, mình tháo ra mình vệ sinh nó cũng cực kỳ dễ luôn. Đó, đấy mình sau này đó, mình đã vệ sinh cũng rất là dễ. Và giá giao lưu của chiếc này là 500.000. Xin cảm ơn anh em, rất mong anh em ủng hộ.